quá khắc nghiệt, thí sinh Miss Grand International tiết lộ ăn giấy vệ sinh để giảm cân. Miss Grand Thổ Nhĩ Kỳ khiến dân tình xót xa khi tiết lộ cách giảm cân hết sức khắc nghiệt để tham gia cuộc thi. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, các thí sinh Miss Grand International 2022 đã bước vào vòng phỏng vấn kín cùng 4 giám khảo. Tại đây, bên cạnh việc trả lời câu hỏi của các giám khảo, thí sinh cũng có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân. Cũng trong buổi phỏng vấn này, Miss Grand Thổ Nhĩ Kỳ Derya Kaose đã khiến netizen không khỏi xót xa khi chia sẻ về cách giữ dáng rất khắc nghiệt. Cụ thể, cô nàng cho biết cô đã làm những điều điên rồ để khán giả tại quê nhà tự hào. Để giảm cân, Derya Kaose đã ăn cả giấy vệ sinh, tôi nhúng giấy vệ sinh vào nước cam ép để cho có vị và ăn nó. Và tôi đeo đai nịt bụng chặt đến nỗi khi tôi cởi nó ra thì đã bị chảy máu. Những chia sẻ này của Derya Kaose đã cho thấy cô đang theo đuổi chế độ giảm cân, giữ dáng không hề khoa học. Cuộc thi Miss Grand International có format không giống với những đấu trưởng nhan sắc khác. Bên cạnh về tư duy, tri thức thì cuộc thi cũng tìm kiếm những cô gái có nhan sắc xinh đẹp và đặc biệt phải sở hữu thân hình nóng bỏng. Chính vì vậy mà các thí sinh cũng phải dành nhiều thời gian để tập luyện sao cho có body nuột nà, vòng nào ra vòng nấy. Tuy nhiên, netizen không hề ủng hộ nếu họ có những cách giữ dáng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bởi lịch trình của cuộc thi rất nhiều, các thí sinh phải hoạt động trong cả một ngày dài. Nếu không ăn uống đầy đủ thì sẽ không giữ được sức khỏe để tiếp tục thi đấu.